ghép từ Hàn Quốc. Ba ba khó quá ba ơi, con nghỉ không chơi nữa. Cái câu dễ vậy để mất quá trời thời gian con gái. Thì ba xin thêm thời gian cho con đi. Rồi nó đuổi ba sao? Chị yên tâm đi, Buka trả lời không được thì Kim Tuấn Kiệt dám trả lời được. Trời ơi, anh làm như em má gì Tuấn Kiệt. Thì đúng rồi. Rồi em thấy bây giờ đưa cho Kiệt thi đầu đi anh. Dạ. Dạ. Em mời Kiệt lên thi đầu. Em mời à. Kiệt à. Đấu dài, đấu dài. Đấu gì? Buka. 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 Em thi đầu coi mọi người có chắc chắn chưa? Chắc rồi. Dừng tay lại. Bây giờ là giải thưởng. Ôi, đọc giải thưởng mình chưa biết giải thưởng luôn á. Mình chưa biết giải thưởng là mình nôn chơi. Đội chiến thắng mang về 60 triệu đồng. Trời ơi. Đội thua mang về 30 triệu đồng. Kèm theo mỗi người trọn bộ làm đẹp của LG Rahel trị giá 30 triệu đồng một bộ. Ôi. Đội thắng ở vòng ngoài lấy 60 triệu, vào vòng đặc biệt nếu thắng lấy 500 triệu. Lấy 500 triệu. Lấy 500 triệu. Nếu không thắng nhưng mà chỉ cần có 10 đáp án đúng lấy 3 cái TV, mỗi cái TV trị giá gần 70 triệu đồng. Wow. Chết rồi, sao mắt chị mờ quá. Em biết tại sao không? Sao chị? Đồng tiền làm cho chị mờ mắt. Thế nên người lên đầu tiên rất quan trọng, chỉ cần thắng 1-0 là lướt đi nhanh lắm. Đúng rồi anh, cái năng lượng nó bị đè xuống á. Thôi rồi em thì chắc chắn là lúc nào chị Buka cũng đầu xuôi đuôi lọt hoàn đầu tiên vòng rồi. Tại nên Buka là Buka đang bị ép tim, em muốn là Buka lên trước à? Đúng, còn này là bị tràn, bị tràn tràn trí não hay sao mà đúng thấy rồi, nãy không giờ nhớ đó Nguyễn Thị lùng bùng lên trước. Nếu em mà lên trước mà thua là 1-0 là nguy hiểm lắm nha. Tụi em hôm nay đến với chương trình thắng không quyết áo quân mà. Quyết áo quân, quyết áo quân rồi. Chơi vui thôi. Rồi Buka và Kim Tuấn Kiệt mời. Ủa em có đồng ý chơi đâu? Em không đồng ý nhưng mà tất cả thì ai cũng đồng ý. Tất cả mọi người đồng ý rồi. Thôi em chơi với ai cũng được mà không sao. Ủa em không thích Kim Tuấn Kiệt hả? Trời, hai đứa làm gì làm đi xong chạy cũng vậy. Chơi đi, xù xì đi, chơi không nhường nha. À, chị muốn lên trước hay lên sau? Nhường chị đi. Thôi bây giờ về xin đi. Nếu mà nhường thì chắc chắn đàn ông sẽ nhường phụ nữ rồi. Cha mẹ lên nè. Hai đứa, hai đứa dầu gì cũng là em của anh. Dạ. Mọi sướng đau gì sau này anh cũng sẽ gánh vác một phần. Hai, ba. Bao, cắt bao. Rồi thắng lên bao. Thắng lên. Ủa sao em lên? Thắng chung kết, thắng là lên. Thắng chung kết. Hay quá. Nó yêu thương nhau ha. Ừ, nhỏ ra mà sao mà lộ liễu vậy mà vẫn thắng. Hay. Thưa quý vị, để tới được đêm hôm nay đã là giỏi rồi. Đừng nói là quán quân hay á quân. Rồi, 2 phút dành cho Buka, nhanh như chớp. Yeah. Đối chữ ha. Dạ. Liêm không thích đóng vai phụ gọi là gì? Liêm chính. Lên. Dạo này ra cái là lên liền, lên liền. Hay ạ. Hay là Liêm chính hả? Harry xài tiền Hàn Quốc gọi là gì? Harry xài tiền Hàn Quốc gọi là gì? Đối chữ hay là gì? Ừ, y chang vậy đó. Im lặng, một người im lặng. Harry xài tiền Hàn Quốc. Trời ơi trời, Buka, cái này mày suy nghĩ gì? Xuống ạ. Harry xài tiền Hàn Quốc. Trả lời đi. Đặng qua câu khác. Harry Won. Lên. Ủa chị nghĩ gì vậy? Tiền ghép từ Hàn Quốc, ba khó quá ba ơi, con nghỉ không chơi nữa. Cái câu dễ vậy để mất quá trời thời gian con gái. Thì ba xin thêm thời gian cho con đi. Rồi nó đuổi ba sao? Harry Won, Won là tiền Hàn Quốc luôn mà cũng là tên của cô này luôn. Trời ơi. Đơn giản thôi. Trời ơi trời. Cô gì biết múa kiếm? Cô Long. Lên. Trời ơi. Cô gì một đi không trở lại? Tên một bài hát. Cô gì một đi không trở lại? Cô đơn nè. Cô tên một bài cô hát. Đọc. Cô đơn nỗi đau. Tự nhiên đơn đơn nỗi đau. Cái đó giải từ di bản dính dáng gì? Cô gì một đi không trở lại? Mấy tên mấy chữ? Thôi đừng hỏi kỳ lắm. Trời ơi cái này phải em. Mất thời gian chị ơi, khó quá bỏ quá. Hey, hết đúng giờ rồi. Á. Cô tiếp đọc. Không chính xác. Ai biết? Em. Cô gái đến từ hôm qua.
Đúng luôn, đến từ hôm qua mà. Đâu có trở lại được hôm qua mà. Hôm qua mà đâu trở lại được. Cũng hợp lý. Hợp lý. Hoặc là cô Thắm không về. Cô Thắm không về. Cô Thắm không về. Đôi tình nhân tự nhủ ngày hôm nay phải bán hết đám cá tươi. Vậy họ mong muốn bán hết để làm gì? Đố chữ. Đôi tình nhân tự nhủ ngày hôm nay phải bán hết đám cá tươi. Phải bán hết đám cá tươi. Đúng rồi. Vậy mong muốn bán hết để làm gì? Không xấu. Đố chữ mà. Phải em, trời, cái bộ đề này phải của em. Bộ đề này của Lê Nhân Quả Lâm nè. Trời ơi. Sao nãy không lên? Em có xấu ý cho Lê lên là em giết con ca rồi. Không, không cộng. Rồi quên nè, bắt đầu phút show à. Để làm gì? Bán hết đám cá tươi. Đúng rồi, để làm để gì à? Để làm đám cưới ta. Lên. Làm sao để ngừng yêu đơn phương một người? Đố vui vui thôi. Ngừng yêu đơn phương một người, tỏ tình với người đó thì mình sẽ không còn yêu đơn phương nữa. Không, chính xác. Ủa, em tỏ tình người ta không nhận thì vẫn là yêu thì đơn phương. Thì là cũng không có đơn phương, tại vì là người ta đã biết rồi. Làm sao để ngừng yêu đơn phương một không người? Không yêu nữa. Yêu thêm người nữa. Hả? Ai đâu mà vô cớ vô lý. Đối là thành yêu đơn phương hai người. À, yêu là yêu đơn phương hai người. Yêu thêm hai ba người là yêu đơn phương hai ba người. Hoa gì trái tính trái nết? Hoa gì trái tính trái nết? Hoa. Hoa tà. Hoa. Hoa gì trái tính trái nết? Hoa gì trái tính trái nết? Người ta nói vậy là chắc là liên quan tới cái tên đúng không? Dạ đúng. Hoa... Trả lời đi. Hoa cẩm chướng. Lên. Hay vậy. Hay. Cái đó hay á. Cái đó hay á, này nể nha. Dạ tại em tên Cẩm Thơ á. À. Em có chướng không? Em cũng hơi bước. Con dưới nước, con trên bờ. Nói lái lại cũng thành con dưới nước, con trên bờ. Hả hả, anh có đố chưa? Con dưới nước, con trên bờ. Con dưới nước, con trên nói bờ. Nói lái lại thì cũng là thành một con dưới nước, con em trên bờ. Em biết, trời, cái bộ đề này phải của em. Con gì á hả mà nói lái lại thì vẫn là con dưới nước, con trên bờ. Con cua. Đúng rồi. Con cua. Con cua con gì? Đáp án cuối cùng. Con cua. Trả lời chính xác nào. Con cua, con còng. Không, chính xác. Cua ngốc. Trời ơi. Cua với ngốc. Cua với ốc. Con cua, con ốc. Là con cóc với con cua. Sai nha. Con cua, con rồng, con công, con rùa. Đúng, đúng rồi. Rồi. Hai. Ủa, con cua với con ốc. Ai mà đi tấu hài nhiều rành mấy này lắm. Ôi dạ. Bộ đề này của em. Nãy giờ em lấy con mười rồi. Ốc con nhện. Là con ếch con nhộng. Ốc với nhện là ếch nhộng trời. Ghê. Ghê quá. Ghê. Con gì bỏ đuôi thành con ngựa? Đố chữ. Bỏ đuôi thành con ngựa. Bỏ đuôi thành con ngựa. Con người. Con người. Con người. Không, chính xác. Con người bỏ đuôi thành ngựa được. Chứ con gì? Con ngựa. Con gọi là gì? Con mã. Thêm cái đuôi vô. Con mão. Hay vậy. Thì ta. Con mão bỏ đuôi thành con mã. Hay. Đấy. Hay không? Hay. Chị thấy em không? Ê, cái này ngon nè. Ngon anh. Bún cua thối là đặc sản nổi tiếng ở vùng nào nước ta? Bún cua thối. Đồng Nai không, Hậu có, Giang không có. Hậu Giang, Cần Thơ không có. Anh giờ. Ở đâu miền ngoài á? Miền ngoài. Có chưa ăn này hả? Dạ chưa. Ở trên Tây Nguyên á. Trời ơi. Gia Lai, Kon Tum thì bán nhiều lắm, tức là cái cua người ta đem về người ta ủ lên, xong nó tạo ra cái mùi, xong người ta nấu nước lèo, xong ăn với bún, ngon lắm, ngon cực đỉnh luôn. Chưa ăn. Ăn thử đi, ngon lắm. Buka ngày hôm nay do bị áp lực, áp lực không tiêu, ăn không tiêu nên chỉ mang về 3 đáp án thôi. Quý vị yên tâm đi, Buka trả lời không được thì Vinh Tuấn Kiệt dám trả lời được. Trời ơi. Anh làm như em má Vinh Tuấn Kiệt. Thì đúng rồi. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Vinh Tuấn Kiệt. Ổn chị? Nhường chị nha không? Bu trả lời được 9 câu. Em chỉ cần 10 câu là được. Em chỉ cần 3 câu, 4 câu là nói được. Chung là hôm nay má của áo hôm nay bà chị của em chỉ là trả lời được 3 thôi. Em trả lời được 4 là thắng. Nhường chị không? Ê. Đừng làm cháu sợ, đừng làm cháu sợ. Mời cháu lên. Khó lắm á chị. Cũng
khó. Bộ này là hợp với Lê Dung Bảo Lâm. Đúng rồi, bộ tấu hề là trả lời theo kiểu Lê Dung Bảo Lâm là được. Xui rồi, em cũng đâu phải dân hề. Xin tiếp tục đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Liêm không thích đóng vai phụ gọi là gì? Liêm chính. Chính xác. Hay trời quá ơi. Đúng rồi, em phải như vậy. Cái này chị không trả lời được đúng không? Được. Được nha. Ủa em coi thường chị em quá vậy? Được chứ. Thôi em hỏi thăm thôi. Rin. Gì? Rồi. Harry xài tiền Hàn Quốc gọi là gì? Cái gì vậy? Chị đọc có một lần thôi. Ờ, Harry xài tiền Hàn Quốc gọi là gì? Harry Won. Chính xác. Chị Won. Câu này hồi nãy chị em suy nghĩ 15 phút. Em xin lỗi chị hồi nãy rồi mà chị thùng giặt quá vậy. Em xin lỗi chị. Ok, xin lỗi tới mức độ vậy thì ok, mình sẽ tha thứ. Dạ. Giáo dục con phải tốt nha, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Khổ quá mày làm khổ ba của mẹ. Làm khổ ba của mẹ. Con xin lỗi. Cô gì biết múa kiếm? Cô gì biết múa cô Long? Chính xác. Ồ, vậy là... Một câu nữa đáng một câu dùm cho em nữa, cho gia đình em. Một câu nữa tập con dành võ chữ một câu nữa thôi nha. Ok. Cô gì một đi không trở lại, tên một bài hát. Hả? Cái gì? Cô gì một đi không trở lại. Cô gì hả? Đúng một rồi. Một đi không trở lại. Tên một bài hát. Tám bài hát. Cô gì? Cô đi đi không trở lại. Trời nó trả lời gì kìa, tức chết thiệt á. Cô đi đi thôi, trả lời đại để cho nó đủ thời gian qua câu khác. Rồi, không chính xác. Cô gì mà một đại gia. Bài gì mà cô đi đi? Giỏi lắm. Cô Thắm là... không về. Cô Thắm không về, cô gái đến từ hôm qua. Đáp án là cô, à, Thắm, cô Thắm không về. Nè, cô đi luôn rồi, cô đâu có về đâu. Trời. Rồi, thôi tiếp tục đi nào. Đố chữ nha. Đôi tình nhân tự nhủ ngày hôm qua phải bán hết đám cá tươi. Vậy họ mong muốn bán hết để làm gì? Bán hết đám cá tươi. Đúng rồi. Đám cá tươi. Bán hết đám cá tươi. Đang cá tươi. Có đỡ tốn thời gian trả lời đại đi, đang có xúc động. Đuôi cá tám thôi. Trả lời đại đó chị. Thôi trả lời đại hết giờ. Đám cá nó rồi trả lời đại. Rồi, không chính xác. Đám cưới ta. Đám cá tươi là đám cưới ta. Đám cá tươi. Ủa tại sao là đám cưới ta nữa? Đám cá tươi là đám cưới ta. Cá đó. Tươi cưới ta hả? Ừ. Trời em nói gì tới ba chữ liền chị, nó khó quá. Rồi, tiếp tục đi nào. Thua rồi. Quyết A Quân. Lại là đố vui. Làm sao để ngừng yêu đơn phương một người? Làm sao để ngừng đố yêu đơn phương? Đố vui á em, đố vui nhé, trả lời cho vui nha. Yêu đơn phương. Đố vui nha. Đừng có lái gì đâu, đừng có yêu đơn phương gì hết á. Làm sao để ngừng yêu đơn phương một người? À. Trả lời vui mới đúng nha. Trả lời vui mới đúng hả? Tại đang đố vui. À, thì mình nghe bài tình đơn phương. Rồi, không chính xác. Sao nó vui được? Sao nó vui được vậy ta? Chưa hiểu sao nó vui được. Sao vậy Lê Dương Bảo Lâm? Tại sao cha mẹ duyên dáng vậy mà đẻ đứa con miếng kỳ vậy trời? Thấy chưa? Anh nói là cái người đi đầu rất quan trọng mà tự nhiên cử Ghi Tú Kiệt lên chi? Tại bên đó cử một ca. Không ai cử nha. Không ai cử, nó tự cử. Bên mình tự quy định nè. Đúng rồi, là hồi nãy bà tự cử nói luôn mà. Ủa vô ca được 3 câu rồi đúng không? Ừ, là quầy rồi đó. Quầy mà nói gì ra. Đúng rồi. Hay lắm. Tiếp ra chị ơi, tiếp ra chị ơi. Đáp án của cái này á là yêu đơn phương hai người. Thì sẽ không còn yêu đơn phương một người nữa. Hại đạo đúng không? Ủa, câu trả lời vậy luôn á hả? Dạ, yeah, vậy luôn á. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì trái tính trái nết? Hoa gì trái tính trái nết? Hoa mắc cỡ. Ủa đúng không? Thì đáp án của em là gì? Hai, chắc chắn phải hai chữ đúng không? Đúng rồi. Hoa dâm bụt. Không. Hoa đó là hoa dễ tính rồi. Hoa dâm bụt. Thôi vậy đi chị, cho qua câu khác đi. Ok, không chính xác. Hoa cẩm chướng. À ha. Đáp án là hoa cẩm chướng nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con dươi nước con trên bờ, nói lái lại cũng thành con dươi nước con trên bờ. Con... cái gì? Con dưới nước con trên bờ, nói lái lại cũng thành con dưới nước con trên bờ. Con dưới nước con trên bờ, con nói con gì á hả mà dưới nước con trên bờ, nói lái lại cũng thành con dưới nước con trên đúng bờ. Đúng rồi. Trời ơi, sai nước cờ rồi. Chết rồi. Con dưới nước con trên bờ. Không sao đâu, thoải mái lên. Muốn trả lời. Ồ, sao trả lời vui nữa hả? Không, câu đó là câu có thiệt á. Đã nói là nói lái lại rồi. Câu nói lái á.
Thời gian đang trôi qua. Hết không, thời gian. Không, tôi sợ không nghĩ ra luôn á. Kiếm được cái gì? Như vậy là Diên Tú Kỳ đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Tỷ số hiện tại là 1 đều. Này tôi sai rồi. Mà biết con chú thích con gì bời chưa? Chưa luôn. Đó là con cua với con rồng. Là con công với con rùa. Cái này chị có biết luôn không? Câu này chị biết luôn không? Câu này chị không biết nha. Nhưng cảm chướng chị biết nha em.